Mình là Toàn đến từ tiếng Nhật 21 ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 24. Thì mình sẽ học những kanji của bộ cự, cối đá, bộ cự to lớn và bộ bất. Đó thì mình sẽ có 9 kanji và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học. Bài 24 mình sẽ bắt đầu bởi những kanji liên quan đến cự ở trong cối đá. Đây, đây là chữ cự nhé, âm Hán là cự này. Nghĩa của nó là cái cối đấy. Thì nhìn quá dễ đúng không? Tức là giống hai chữ e <laughs> úp vào nhau thì là hai em cùng làm một cối đây một chữ e hai chữ e úp vào nhau dùng hai em đang làm ra cái cối ở trong từ vựng là ư sử là cái cối này ư sử là cối nhá đó thì từ chữ cối bây giờ thêm bộ thôi thì ra chữ mới chữ tích ở trong đất mặn nhìn nó rất là phức tạp đúng không nhưng mình phân tích kỹ nhé đằng trước là nước này xong có cái cối này bên ngoài là bộ bao này và bên dưới là bốn chấm hỏa đó thì câu chuyện là tích lũy nước đây là có chữ tích này có nước này trong cối đây trong cối thì bao nhiêu đây bao nhiêu này lửa đốt cũng không cháy nó rất logic đúng không tích chữ nước ở trong cối thì bao nhiêu lửa đốt không cháy đó các bạn cứ học tất cả các chữ nó đều kiểu như vậy đầy đủ các bộ và có câu chuyện ghép vào thì rất là dễ thuộc viết cũng rất là dễ chữ hủy ở trong phá hủy thì mình có cái cối này đất này đằng sau này là bộ thù nhé cái bộ mà có kỷ ghế với lại đi lại này, này. đó là bộ thù bạn xem lại nhé thì là cối đá ở trên đất bị kẻ thù phá hủy thôi tức là cối đá trên đất hoặc là cối đá bằng đất cũng được bị kẻ thù này phá hủy đó, thì với nhìn một chữ kanji này nó rất phức tạp đó, ví dụ đếm nét các bạn đếm tận 13 nét cơ Nhưng thật ra mình học thì mình chỉ cần chia làm vài phần như vậy Và ghép thành câu chuyện rất là dễ Ở trong động từ là Có bộ đê đự, là sứt mẻ thì nó liên quan đến cái hủy này mà Mình sang đến những can di của cự Trong nghĩa là to lớn, ngoại cỡ đấy Thì ở đây mình có chữ cự là to lớn đầu tiên này Xong thêm tay là chống cự nhé Thêm chân là cự ly <laughs> Nhìn đây là cũng dễ phân biệt được rồi Đây là chữ cự này, nghĩa là to lớn này Thì mình phân tích là có tủ đựng Hai thứ to lớn Cái này là giống tượng hình thôi Tức là bên ngoài là phương tủ đựng Xong bên trong là như này Rất là dễ đúng không? Ở trong thì vựng là cự đại là khổng lồ ngoại cỡ to lớn. Tại âm hán là cự đại này, đây có chữ đại to lớn đúng không? Thì bây giờ thêm bộ màu xanh thì nó ra một số chữ cự khác nhé. Đây, cự mà thêm tay là chống cự. Âm hán giống nhau, nghĩa khác nhau do cái bộ màu xanh này quyết định. Đó. Tay to lớn là chống cự đây dùng minh họa này. Tay to đấy. <laughs> tay to lớn là chống cự. Ở trong động từ là của ba mực là từ chối cự tuyệt để chữ cự nhé hoặc là kiêu hị là từ chối này chữ cự ở trong cự ly cự ly li liên quan đến chân đây là bộ túc chân đó bạn nào chưa nhớ thì xem lại nhé nó cũng rất là dễ thôi có cái mồm xong giống dừng lại đúng không thì chân mà to lớn thì tạo ra cự ly chân to lớn tạo cự ly lớn bản chất vừa nãy mình phân tích rồi đúng không học logic cũng được sau khi thuộc chữ cự to lớn rồi, thêm tay là chống cự, thêm chân là cự ly thôi Ở trong từ vựng là đi Là khoảng cách cự ly Em hắn nó là cự với ly luôn Ly ở trong ly hôn ly biệt <laughs> đó. thì Vẫn là chữ ly này nhé à, Và những kanji liên quan đến bất Nghĩa là không Thì tiếng Việt mình nghe cũng hiểu luôn đúng không Âm là bất nghĩa là không Cái cây bị ngắt ngọn thì không thể sống Vì bản chất cái này nhìn tượng hình nó giống cái cây rồi nhỏ lên một tí, đó ở trong từ vựng là phư an là lo lắng bất an, để âm hẳn là bất an này, để chữ an đây. An ở trong an toàn hoặc là rẻ đúng không? Thì an chuyển về an này, rất dễ hiểu. Hoặc ở đây mình có thêm những từ như là bất tiện này, đó, hoặc là phư đô son là bất động sản này, để chữ bất này, ghép với chữ động là đô này. Đó, ghép với chữ sản này. <laughs> rất dễ hiểu. Âm Hán là bất động sản ra nghĩa cũng là bất động sản luôn. Đó và chuyển âm thì tương ứng đó nên là học âm hán biết âm hán nó có lợi thế rất là nhiều khi các bạn học từ vựng mới lên rất là nhanh chữ bôi ở trong cái chén thì mình có đằng trước là cây đằng sau là bất không nhé tức là cây không được dùng làm chén chắc phải làm từ chất liệu khác <laughs> cây không dùng làm chén các từ vựng thông dụng như là campai này cam đúng không cạn ly cạn cốc để mà là cạn bôi này hoặc là ipai đúng không là no đầy cái này đầy rất là hay dùng đó chữ phủ ở trong phủ định thì trên là bất không dưới là mồm đấy tức là mồm không nói thì là phủ định đó, mồm mà lại cộng với bất nữa thì ra phủ định là quá hợp lý rồi ở trong thì vựng là ina là không này hite là bác bỏ tại vì âm hán là phủ định nhé đây chữ định dưới mái nhà hạ nhân bị cố định đó chữ nào cũng có câu chuyện hết phân tích bộ hết hinin là chữ phủ nhận tại âm hán là phủ nhận luôn đây là chữ nhận trong xác nhận này Đúng không? lời nói kiên nhẫn là xác nhận, đây là có ngôn lời nói, Rồi sau là chữ nhẫn mà mình hay treo ở nhà, lời nói nhẫn lại để xác nhận, phủ cộng với nhận thành phủ nhận, chuyển âm mình tương ứng, để các bạn có thấy này, chuyển âm nó có tương ứng thôi. đây ví dụ chữ phủ định thì chữ định này chuyển về t này, đó, bạn nào học dự định rồi, đúng không? vô t dự định, khẳng định rồi, đó thì chữ định này về t, và bạn nào học xác nhận đây, chữ nhận chuyển về nhìn này, xác nhận rồi cái nút xác nhận đấy, đó, chuyển âm là như vậy. À, mình sẽ cùng các bạn ôn tập lại đầu tiên chữ này quá dễ rồi <laughs> nó nhìn đã giống luôn đúng không? thì nó là chữ cự ở trong nghĩa là to lớn và từ chữ cự này mình suy ra hai chữ bây giờ là cự trong cự ly thì phải thêm gì ạ? thêm cái gì mà tạo ra cự ly được? cái phần chữ này nó chỉ có thêm chân hoặc thêm tay thôi đúng không? thì đây là thêm chân tức là thêm bộ túc chân thì chân to đúng không? thì tạo ra cự ly lớn Tiếp theo mình thêm tay, tức là bây giờ là tay to, cự là to rồi, đằng trước là thủ tay. Tay to thì cũng là cự, nhưng mà trong gì ạ? Trong chống cự, cự tuyệt đấy. Tay to là chống cự. Thì rất hợp lý rồi. Chân là cự ly, còn tay là chống cự. Chữ cự nghĩa là cối đá thì rất là dễ, nó tượng hình. Câu chuyện là hai em làm cối đá, giống hai chữ e úp vào nhau. Thì đấy chính là chữ cự, nghĩa là cối đá. Bây giờ mình có nước, có cối đá, có bao lửa thì các câu chuyện rất là dễ thôi tức là tích lũy này nước ở trong khối đá thì bao nhiêu lửa đốt cũng không cháy thì đây chính là chữ tích ở trong đất mặn đó nhá tích lũy nước tích nước này ở trong khối đá thì bộ bao nhá bao nhiêu bốn chấm hỏa ở dưới thì là lửa rồi thì đốt không cháy thì đấy chính là chữ tích chữ hủy ở trong phá hủy thì mình nhớ lại câu chuyện là gì ạ à? khối đá này ở trên đất bị ai ạ à? bị kẻ thù phá hủy nó có bộ cối đá này sau đó có đất sau đó có bộ thù nhé thì đây chính là chữ hủy ở trong phá hủy chữ này là chữ gì ạ đây là cây bị chặt ngọn thì không thể sống được đây là chữ bất và từ chữ bất này mình sang hai chữ chữ phủ ở trong phủ định các bạn nhớ không ạ phủ định phải có cái gì ạ có cái mồm ở dưới tức là bên trên vẫn là bất bên dưới là cái mồm còn bây giờ mình thêm cây tức là cây thì không thể làm bôi chén đây là bôi ở trong nghĩa là cái chén Cạn bồi ấy đúng không? Thì chỉ là chữ này Như vậy mình vừa cùng các bạn học mới và ôn tập xong Những kanji của bài 24 Liên quan đến bộ cữu, cối đá Bộ cự ở trong to lớn và bộ bất Thì các bạn đã mua sách hành não kanji Thì các bạn nhớ theo dõi tất cả các bài học Để chúng ta sẽ học tập kanji thật là hiệu quả Thật là đột phá Cùng với tủ sách hành não tiếng Nhật